Xe tới chưa? Chuẩn bị hành trình đảo Bình Ba trong đêm. Xe tới rồi. Hành trình hôm nay của chúng ta là đến với đảo Bình Ba. Bình Ba là một đảo nhỏ, diện tích chỉ khoảng chừng 3 km², thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang 60 km, cách thành phố Hồ Chí Minh tầm 390 km. Muốn đến với Bình Ba thì chúng ta sẽ đi bằng cano hoặc là tàu gỗ. Bình Ba thì cách đất liền khoảng chừng 8 hải lý, tương đương với 15 km. Trước đây thì đảo Bình Ba là một đảo quân sự, rất là hạn chế du khách đến với đảo. Bây giờ luật lệ được nới lỏng nhưng vẫn còn cấm đối với người ngoại quốc, tức là người nước ngoài. Đây cũng chính là lý do mà ít người biết đến với đảo Bình Ba. Khi mà luật lệ được nới lỏng hơn thì người ta mới biết đến hòn đảo xinh đẹp này. Và đây là một đảo quân sự, chính vì vậy nếu không muốn rời khỏi đảo sớm thì chúng ta tốt nhất là không nên tò mò đến những khu bị cấm hoặc là gây rối hay là có những hành động quá khích. Vì đảo Bình Ba vẫn được canh gác hết sức là nghiêm ngặt bởi đây là một đảo quân sự. Chính vì vậy mà môi trường vẫn còn rất là tốt, chưa có tác động nhiều của bởi bàn tay con người, cũng như nó rất còn hoang sơ và rất là sạch sẽ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng theo tôi đi đến đảo Bình Ba. Điểm dừng chân đầu tiên chúng ta cùng đến với chùa Ốc, ngôi chùa rất là nổi tiếng với tòa tháp ốc và san hô của Ninh Thuận. Đây là chùa Ốc. Vô cùng. Vô trong á? Được. Đi. Dưới này là đi vô trong được. Đây là chùa Ốc làm bằng đây gọi là chùa Ốc nhưng mà làm bằng san hô. San hô với ốc. Đi vô trong đi vô trong. Đắp. Đây gọi là chùa Ốc. Được các sư và mọi người trong chùa làm bằng san hô và ốc, nghe nói vậy. Nó cũng xem là đẹp không? Đây chúng ta vào trong xem là thế nào. Ui, rất là đẹp. Cột ốc rơi không? Rơi làm tổ đúng không? Ủa đẹp nhỉ. Đúng là như con ốc ấy còn gì nữa nhỉ? Yeah. Xoắn cho con ốc. Anh nhìn lên nóc xem giống con ốc không? Nhỉ? Yeah. Dơi quá trời luôn rồi. Toàn san hô. Ốc. Mở cổng địa ngục. Đâu? Đây hả? Ừ. Đi không? Đi, vào đi. Xem thấy ông Diêm Vương không? Đường chỗ nào á? Dạ. Đây, tháp Gia Bảo này. Đây à? Đường vào địa ngục. Vào địa ngục. Lúc ra sao vậy? Đâu đi nào? Nào. Đâu, chết. Đường giác, gọi cho miếng giác. Không có. Đâu đi hả? Chắc đi đằng kia chứ. Không thấy gì. Có gì đâu. Đây là hết rồi. Đi đường nào? Đây đúng rồi, đi đi. Để cầm trước cho. Giờ tụt cái ác xỉu nữa.
Không phải, đi ra đi nào vô nào. Là đây là hết rồi. À, gì? Súng à? Súng. Đúng là địa ngục của khác, tối tăm. Xuống chỉ muốn quay lại trần gian luôn. Cá trên đại nam to kìa, dạ ha. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa dừng ở cái trạm dừng nghỉ đầu tiên để cho mọi người ghé vào thăm một cái ngôi chùa ở Ninh Thuận. Ngôi chùa này thì mình không nhớ tên đâu, nhưng mà mình chỉ ấn tượng với cái tòa tháp được làm bằng ốc và san hô ấy, rất là kỳ công. Và cái ngôi chùa đó cũng được gọi là chùa ốc nữa. Nó nhìn rất là đẹp và nó rất là đặc biệt, rất là lạ. Mình ấn tượng với cái đó. Chứ còn ở dưới 18 tầng địa ngục thì mình không ấn tượng lắm. Nó chỉ tối tăm và chật hẹp, nhưng đúng 18 tầng địa ngục nó phải tối tăm, nó phải chật hẹp như thế, đúng không? Và xuống địa ngục thì chỉ muốn quay lại trần gian ngay. Nào, chúng ta cùng đi tiếp cái chặng đường của chúng ta. Hiện tại đang có mặt ở vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, chuẩn bị một cuộc hành trình ra đảo có tên là Bình Ba. Chúng ta đang có mặt trên chuyến hành trình tiến ra với đảo Bình Ba. Một người mà có tính nết, tính cách mọi người hay nhận xét là như là trên trời rơi xuống, như là tôi ấy, thì mọi người hay nói vui là cho mày ra đảo sống. Nhưng hiện tại tôi rất là háo hức được ra đảo để xem đảo nó có những cái gì đặc biệt. Biết đâu cuộc sống ở trên đảo lại thích thú hơn và thú vị hơn ở ngoài đất liền thì sao? Và hẳn là rất là nhiều người đang ganh tị với tôi vì không được ra đảo, đúng không? Đảo Bình Ba còn có một cái tên gọi khác là đảo tôm hùm, do là ở đây thì nổi tiếng với cái loài tôm hùm. Đây như các bạn thấy là loại tôm mà 1,8 triệu một ký, và một ký của nó thì chỉ khoảng một con thôi. Còn đây, còn cái chậu bên cạnh này này, đây là cái loại tôm mà nó 1,000,000 đồng một ký, và một ký là nó khoảng được 3 con. Đấy. Ngoài ra thì còn có một số các loại con khác, như tôi thấy đây có con ghẹ này, rồi một số các loại ốc. Tôi thì tôi không dành hải sản, nhưng mà tôi thấy là ở đây có cái loại ốc vòi voi này, ăn là khá là ngon, tôi đã thử rồi. Đấy. Tôm hùm thì ở đây người ta thực ra người ta cũng nuôi thôi, nhưng mà khi mà nói đến tôm nuôi thì nhiều người nghĩ là nó không tốt, nhưng mà thực tế thì ở đây nó nuôi cũng là nuôi ở trên biển. Tức là cái tôm này người ta cũng không thể nào mà nhân giống được, người ta buộc là phải đi bẫy tôm và đi bắt tôm ngoài biển về để làm con giống, và người ta thả vào đó để nó sinh sản, rồi là người ta hàng ngày người ta nuôi là như thế nào, người ta bắt những cái con ốc, con cá nhỏ nhỏ để người ta làm thức ăn cho nó, thả vào để cho nó ăn thôi. Thế nên là thực ra nó cũng rất là sạch. Nó tôi ăn rồi thì cái thịt tôm này khá nhiều gạch, rất là ngọt và nó cũng rất là ngon. Theo tôi là tôi thấy khá ổn. Và đặc biệt là Bình Ba thì hải sản nó rất là tươi, vì tại vì sao tôi nói tươi, vì tôi nhìn thấy nó vẫn còn đang sống này, và họ làm trước mắt tôi và tôi ăn và tôi thấy nó ngon. Đấy là cái đặc trưng ở đảo Bình Ba. Rồi còn tùy mọi người sẽ cho ý kiến nhé. Rồi tôi bây giờ tôi sẽ ra biển để xem biển ở đây như thế nào. Đây gọi là bãi nôm, bãi tắm ở Bình Ba. Đây, tràng biển rất khá là đẹp. À, nhìn khá là yêu chứ. Biển xanh và cát trắng. Đây, đang thiết kế mồi. Thank you.
Em ngồi đâu anh? Dạ dạ. Chuẩn bị đi ngắm san hô nào. Bỏ đi không xe đâu, bỏ trên đó, không xe đâu.